Trước mình nói với bạn là cái đùi bên đây của mình nè mấy bạn, nó bị chảy nhớt rồi. Giờ sẵn đây nó đất cũng khô nè, rồi mình cũng tiện á, rồi mình làm luôn các bạn ơi, mình thay luôn. Đây thì mình thì làm cái này mình làm không có được, mình phải nhờ cái anh thợ bên cơ sở Nguyễn Thắng á, ở bên ngã năm Hoàng Gia của tỉnh Tiền Giang á, nó qua anh làm cho mình. Mà mình muốn thay cái này được thì mình phải tháo cái cọng xích này ra mới được mấy bạn. Mà sáng giờ mình tháo hoài mà nó không ra, mấy bạn biết làm sao mà nó không ra không? Tại vì cái thân xích của mình mấy bạn lâu quá nó bị xét nè, xét quá tay luôn. Rồi mình mới dùng cái gạo của mình á, rồi mình mới ép ép cái bánh phôn này vô nè, rồi nó mới dùng cọng xích này lại là mình mới tháo ra được. Mà sáng giờ mình ép hoài nó không có vô được các bạn ơi. Rồi mình mới đi mượn cái bình gió đá của người ta mấy bạn, chạy đi tới là Vinh trển á, mình mượn mượn anh bạn trển á, rồi mình mới đem gì đây, thì anh thợ đó qua rồi anh mới hơ nóng cái mắt xích này mấy bạn, rồi mới đóng ra các bạn, nó đóng ra rồi mình mới tháo nó ra mình mới thay được mấy bạn. Nè sáng giờ mình cũng mua mới phụ tùng nữa bạn, cái lá này kêu là lá xích của nó đó mấy bạn, các bạn thấy không? Mấy bạn biết mình khử đất này để làm gì không? Tại vì lâu ngày quá mấy bạn, cái mình đang làm ở bên dùng nước mặn nè, dùng nước mặn á, lâu ngày quá cái nước mặn nó mới vô trong cái vô trong cái chỗ này mấy bạn, nó bị sét, sét xong cái nó mới nó mục này nè mấy bạn, à này nó nửa nó bị mục. Rồi mình mới tháo ra khử đất hết, rồi mở bò á, mở bò cái mình chi lên đây, chi lên cái hộp này nè mấy bạn, mình chi lên đây cho nó đất đồ á, khi mà nó bám vô nó cũng dính mấy bò rồi, nó không có xét của mình nữa. Để xe mình mà nó còn được giờ này là nhờ mình làm á, lâu lâu mình kỹ vậy nè, cái đồ của mình nó còn tốt lắm mấy bạn ơi. Mình cũng nó vừa khửi rồi vừa làm thấy nó bị giật, các bạn coi các bạn thông cảm cho mình nha các bạn. Đó. Nè trái gió của nó nè mấy bạn, sáng giờ mình chở chở đâu có rành đâu, trời ơi vô lòng chợ chợ Vinh á, nó đường nó hẹp quá trời, người ta la mấy bạn ơi, thôi mà vì cuộc sống ráng làm chứ sao bây giờ, nhỏ lớn mới chở gió lần đầu tiên luôn mấy bạn. Nó nè xe mình đang nằm dưới ruộng nè mấy bạn, qua này mới vô làm. Trưa nắng rồi mới tháo mấy cái vô, giờ ngồi thở các bạn ơi, nắng mệt quá trời. Trong kim cái mấy cây rồi văng cái màn đang ngồi cho nó mát bớt chứ nắng này thở mỏi không nổi các bạn ơi. Chỗ này cũng tiện, có thằng em chủ nhà nè nó đang đúng dừa mấy bạn, các bạn thấy xuống không, nắng mệt cái vô có dừa uống liền thấy không. Đó, nó đang leo ra, nó chặt qua dừa luôn các bạn thấy không, trưa nắng vô mà mần mệt cái hồi uống trái dừa thấy khỏe không mấy bạn, quá trời nắng. Để chút mình văng cái màn này chắc mới làm nổi quá. Nãy giờ mới che xong rồi ngon lành đó mấy bạn, quá trời lý tưởng các bạn ơi. Này lâu quá các bạn, nó bị đất nó vô nè, khửa đất ra rồi mình chắc nó bò vô. Các bạn biết làm sao mình nhét cái giải vô đây không, vô cái ống của mình nói bạn mình bò á,
xe mình hoạt động á, cái ống này nè, cái nó cấn vô cái sườn này nè mấy bạn, cái nó cấn vô cái sườn này nè, xong cái nó mới lâu ngày á, cái nó khuyết vô cái nó bể ống mình á mấy bạn, nên mình mới nhét giải vô nè. Nó bò mình chi vô cũng lâu rồi đó, cũng còn nữa, giờ sẵn quẩn thôi mình khửi ra, khửi ra làm chi cái mới vô các bạn. Các bạn thấy không, mình cũng 10 năm rồi đó mà nó còn mới chát nè. Giờ mình làm cũng kỹ này, nếu có dịp về mình cũng tháo ra rồi mình sơn lại hết à, tại giờ cũng mình đây là mình làm tạm thời đó các bạn, tạm thời đỡ thôi chứ thực ra mình sơn lại hết à. Mấy bạn thấy cái cọng xích này mấy bạn, nó có cái dấu sẵn nè, hồi xưa mấy anh thợ làm cho mình á, người ta cũng làm dấu sẵn cho mình nè, cái dấu này là dành để đóng ra mấy bạn, muốn đóng ra được mình mới tháo cái này ra cho nó trống nè. Mình với anh chủ nhà, anh chủ đất á, tháo chứ đâu có ai đâu, tại mình đi có mình mà, nhờ anh em phụ. Tháo ra cũng vất vả lắm bạn ơi, hồi xưa máy nó bắn vô giờ mình nhặn tay, chứ nằm giữa đồng mà đâu có máy móc gì ở đây đâu, trời ơi dặn hưởng hưởng các bạn ơi. Khó ra lắm, mình đi làm chứ chìa khóa mình, chìa khóa nào không có hết các bạn ơi, bạn có chuyện gì cái mình đâu có mượn ai được đâu. Tháo bên tháo cái lá xích xong cái mình tháo cái cục ta lê này nè mấy bạn, lâu quá nó cũng bò rồi nè, bạn thấy không, giờ tháo ra mình thay cái mới luôn. Rồi cái cục này nè, cục bánh đỡ rồi nè, bữa đó mấy bạn nào coi video trước mình á, mấy bạn thấy là mình nó là mình sẽ thay hết đó mấy bạn, bữa nay mình thay đó. Cái cộng xích mấy bên đây nè mấy bạn, cái lò xo mình ép nó vô được, nên chiều nay mình không có tháo cực như giống như bên kia nha mấy bạn, chiều nay mình tháo trực tiếp ra luôn. Đặng mình tháo ra mình thay cái bánh răng này nè mấy bạn, nó bánh răng này nó mòn nè, mình thay mới luôn. Còn cái mặt chạy đùi bên đây là mình cũng lúc trước nên mình nói là mình thay rồi đó, nên mình không có thay cái mặt chạy đùi này, bên đây là mình chỉ thay cái bánh răng thôi. Còn cái cục bánh đỡ bên đây mình cũng thay mới luôn nè. Nói bạn thấy mới ngon không? Dày dặn không? Rồi bên đây mấy cục bánh đỡ nó với mấy cục ta lê dưới này nè mấy bạn, nó cũng hư hết rồi. Bên đây chắc hư hết cả hai cục quá. Bên kia cũng hai cục. Thay hai bên bốn cục các bạn ơi. Chiều nay mình mát mát trời á, cái mình tháo con xích bên đây ra luôn. Tháo ra cái mình thay bánh răng luôn. Cái này là lâu quá mà, lâu quá chạy cái người bể luôn rồi. Chỗ này cũng bể luôn nè. Các bạn thấy không? Giờ tháo ra cũng vất vả lắm. Làm bởi cái lời lớn nhiêu đâu tu bổ rau. Này bên đây nó mới nặng nè các bạn. Nè. Các bạn thấy không? Vậy là nó đâu có lăn được đâu, rồi nó chạy nó mới hư ông xích mình nè các bạn. Mòn nó ráo nè các bạn thấy không? Khuyết luôn. Thôi mình dính chút thời gian mình làm luôn chứ. Để chạy hư hết. Bây giờ mình tháo. Tháo mình ra để trưa nắng tháo quải quá ha mấy bạn. Các bạn thấy không? Sáng giờ mình dặn cối cối riết giờ nó gãy luôn các bạn, giờ rầu tới nơi nữa nè, gãy kiểu này rồi. Giờ trong đây thì nó có răng, nó dính trong cái sườn này nè mấy bạn, cái sườn này nó có răng nè, bây giờ bù lon thì nó dài đoạn vậy nè mấy bạn thấy không nè, mà bây giờ nó gãy kiểu này rồi không biết làm sao mà mình lấy ra nè.
rầu tới nơi nữa các bạn ơi. Chết rồi. Tháo từ này hồi nãy giờ tháo chắc cỡ 3 tiếng đồng hồ các bạn. Mà chưa có ra con nào hết trơn các bạn. Mới nhóm răng mà chưa biết nó ra hung nữa nè. Đó các bạn thấy không? 7 cục mà hư cái 5 mà. Cục này nó cũng muốn hư nữa mà tại vì cũng ráng chạy luôn chứ. Đây là bánh răng các bạn, mình cũng sẵn là mình thay luôn răng mới luôn các bạn. Chắc cái này chắc đợi anh thợ bên cơ sở Nguyễn Thắng qua để anh nghiên cứu á. Chứ nghiên cứu anh tháo ra, tại anh bên thợ anh rành hơn mình. Mình giờ mình tạm thời mình tháo trước đi, để anh qua rồi anh lu bu rắp chuyện của anh nữa. Giờ mình cái nào làm được trước thì mình cứ làm. Nè mấy bạn thấy không? Gãy rồi nè các bạn.